chồng tôi chơi. Chồng tôi chơi kìa, Trấn Thành chơi kìa. Cái này á là phải giải thích như thế nào ta? Nói chung là cái phần tay á, lái á, tay lái á, nó sẽ nó bị ngược. Nếu mà mình quẹo bên trái thì nó quẹo phải. Đó, nó ngược lại. Nếu mà mình qua đường nguyên cái đoạn này thì người ta sẽ cho 50.000 won. Không được tập má ơi. Rồi chơi đi. Xíu. Sao ổn không? Cố lên nha. Còn xe nữa kìa. Tôi phi cực đại xe quá vậy. Ừ. Tại sao vậy? Coi chừng. Như con nít vậy. Ok. Rồi chơi đi. Hai lần nha. Chơi đi. Rồi sai một lần. Chồng ơi cố lên đi, đi được khoảng chừng 30cm cũng được. Nha, đạp đi luôn. Rồi. Năm ngàn đâu. Đây là của tôi. Ôi trời, ăn cắp tiền của tôi nữa. Ôi chúng tôi mặt quá chết. Vậy mà đi đòi ăn nữa. Chết rồi chết. Nó làm tỏ vẻ xoáy ca kìa. Chết rồi kìa.